các cú sốt. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nhóm đồ uống sinh tố bóc vỏ tươi. Để làm được nhóm đồ uống này thì trước tiên các bạn cần nguyên liệu chính, đó là các loại bóc vỏ tươi và các nguyên liệu để xay kè, máy xay. Phần lựa chọn nguyên liệu tươi là một phần rất quan trọng ở trong nhóm đồ uống này, bởi vì là nguyên liệu tươi đây sẽ là phần chính để tạo nên hương vị cho đồ uống, cũng như là cái độ sánh nhất định của đồ uống. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn chọn một số những loại quả tươi như là chuối, bơ, xoài. Sở dĩ mình chọn ba loại quả này nó có cái độ thì cao. Các bạn không nên chọn những loại quả nước như là dưa hấu hay là dứa, bởi vì những loại quả đấy nó sẽ thích hợp với nhóm đồ uống nước ép nhiều hơn. Để làm được sinh tố thì các bạn sẽ ưu tiên chọn các loại quả thịt như là chuối, xoài, bơ. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn chọn những loại quả cơ bản như này. Đối với quả chuối thì ở đây mình chọn là quả chuối tiêu. Quả chuối tiêu là những quả chuối dài như thế này. Thì khi làm sinh tố thì chúng ta sẽ ưu tiên chọn những loại quả chín. Một là sẽ đạt mức chín tới hoặc chín quá hơn một chút cũng được, bởi vì những loại quả chín như vậy thường nó sẽ có cái màu sắc và hương thơm được tốt nhất. Chuối ở đây mình sẽ chọn chuối tiêu. Chuối tiêu là chuối dài, chứ nó không nên chọn những loại quả chuối mút như là chuối ngự, bởi vì những loại quả chuối như chuối ngự thì nó sẽ không có độ thơm như là cái quả chuối tiêu được. Quả thì ưu tiên chọn quả chín vàng đều. Trên quả sẽ xuất hiện một vài những cái đốm Trung Quốc màu đen như thế này, thì chứng tỏ là quả chuối này đã đạt được độ chín và độ thơm nhất định rồi. Đấy là đối với chuối. Còn với quả bơ này thì nó rất là nhiều những giống quả khác nhau, ví dụ như là bơ sáp hoặc là bơ nước. Ở đây mình chọn là bơ sáp là cái loại quả bơ mà nó có thể có nhiều thịt, có độ dẻo, độ thơm hơn là quả bơ nước. Quả bơ nước thì hình dáng nó cũng gần giống như là quả bơ sáp như thế này, nhưng mà khi các bạn bổ ra thì nó sẽ có nhiều những đường gân, cái độ ngậy, độ thơm, độ dẻo nó không bằng những loại quả bơ sáp được. Đấy, bơ sáp thì nó sẽ có một số quả mà nó không phải màu xanh như thế này mà nó sẽ là màu tím. Thì màu tím và màu xanh thì cũng vẫn đều dùng được hết. Quan trọng là khi mình chọn bơ thì mình sẽ chọn những quả chín. Thì để biết nó chín hay không thì các bạn chọn cho mình là bằng cách là mình sẽ bấm tay thử vào cái phần thịt quả ngoài vỏ của nó. Nếu như mà mình cảm thấy được cái độ mềm thì chứng tỏ là quả bơ này đã đạt độ chín rồi. Ngoài ra thì là các bạn sẽ cầm lên và lắc thử quả bơ này lên. Nếu như mà mình thấy ở bên trong này cái phần hạt ấy nó chuyển động, nó lách cách, nó có nhiều tiếng kêu thì chứng tỏ là cái quả bơ này phần thịt nó rất là nhiều và phần hạt nó nhỏ thôi. Thì lựa như vậy thì mình sẽ được có lợi hơn về cái mặt khối lượng phần thịt khi mình làm. Đấy là đối với quả bơ. Còn đối với quả xoài đây thì mình sẽ chọn quả xoài cát chu. Quả xoài cát chu này thì thường trung bình một quả xoài như thế này thì mình sẽ làm được khoảng 2 cốc. Đấy, những quả xoài thì mình sẽ chọn những quả xoài cát chu nó có độ chín vàng đều. Trên quả cũng sẽ xuất hiện những một số những cái vết đá màu đen. Và khi mình ngửi cái phần cuống thì nó sẽ có mùi thơm. Thì chứng tỏ quả xoài này đã đạt được cái độ chín và sẽ thích hợp để làm sinh tố. Đấy, cái quả xoài mà khi đạt độ chín rồi thì khi mình bổ ra phần ruột nó sẽ có màu vàng và cái mùi thơm nó sẽ được tốt nhất, nó tăng cái độ thẩm mỹ và cái chất lượng của đồ uống lên hơn rất nhiều.